cái bất động sản khu công nghiệp ấy, thì chúng ta thấy rồi ví dụ như cái hiện nay mà cái cái loại khu công nghiệp mà loại loại mà tốt nhất Việt Nam là vi ship lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm 50% toàn hệ thống nói nói thế thôi giống như nói giờ đầu tư cấm tôi chẳng thấy cái cái, cái hô đầu tư công cho nó lên thôi chứ chẳng thấy một cái miếng gì ở trong đó mà tạo nên một cái OBS một cái tăng trưởng một cái chia chác không không có gì hết. và khi chúng ta nghĩ tới chúng ta đầu tư một cái nhóm nào nó không đầu tư được thì chúng ta liệt hết vào đầu cơ thế thôi Đó. còn đã đầu tư thì phải chứng minh được giá cổ phiếu của nó 2023 bao nhiêu 2024 bao nhiêu 2025 bao nhiêu có thể cái giá chúng ta đưa ra tới 2024 2025 nó không đúng nhưng mà chúng ta phải đưa ra một cái giá mà nó thực tế một tí chúng ta cứ là làm đặt ra những cái kế hoạch hoàn thành cái kế hoạch đó cứ uh, 25 30 20 25 30 trăm năm cứ làm điều vậy cứ chạy cứ chạy tới nhà ông thầy cho tôi như vậy là các bạn giàu thôi chạy đâu ấy đầu tư là nó có cái hay như thế tiền nó tự về và khi ngày ngày càng chúng ta ngày càng lớn ngày càng càng nhiều tiền ngày càng thành công thì chúng ta hướng về đầu tư an toàn ngày càng lớn đó. chứ không phải là cái đầu cơ này là chúng ta duy trì đó chúng ta nhiều khi chúng ta còn ít tiền quá chúng ta tận dụng những cái đầu cơ để kiếm thêm này kia đó. rồi cuối cùng chúng ta vẫn phải đầu tư thôi Nó sau này tới một cái giai đoạn tắm máu đó là trong hội chúng ta không ai được bị bị như vừa rồi có một số người đó bị 80% tài khoản, bị 95-90% tài khoản. Bây giờ gỡ làm sao? Gỡ không nổi. Đó. Tôi thấy có mấy người mà bị mà mà 75%, 77-80% tài khoản mà bây giờ nó hồi lại được 100%. Tôi cũng phục đó, chứ không phải đâu. Tôi cũng phục sát đất đó. đó. Trong một năm mà, 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 mà hồi lại được như thế là quá xuất sắc Nhưng mà chúng ta nên rút kinh nghiệm Lần sau đừng có để mình rơi vào cái cảnh như thế nữa Tối đa tôi nói Cái số 20% nó hay lắm Nó rất là hay Tức là khi tài khoản các bạn mới nó lộ 20% là gì? Là bắt đầu Thời kỳ lộ lớn Ví dụ giờ chúng ta mua vào một cái cổ phiếu Mà nó tăng 20% xong rồi chúng ta bán đi Thì, thì lúc này tôi nói ngược lại nè Cổ phiếu mà tăng giá 20% là cổ phiếu Bắt đầu một cái chu kỳ tăng giá lớn thành ra chúng ta bán chúng ta ăn 20 chứ còn cái thằng 20 cái thằng mà nó mua 20 của chúng ta nó bán nó ăn 100 thấy chưa thành ra tôi mới nói với nhà mình là trong một cái thị trường nó đạt định nó gãy thì NAB chúng ta mất và chúng ta chỉ chấp nhận tối đa NAB chúng ta mất 20 tiền lời thôi ta chỉ chấp nhận như đó thôi nhưng mà khi chúng ta cắt nhiều đó chúng ta cắt ngang đó thì sau đó chúng ta mới thấy này Dạy chấp này côn margin này côn margin chéo này rồi tin tức nó xấu này không dòng tiền nó mạnh nhưng mà nó mạnh một phiên hai phiên rồi nó lại gãy này chúng ta mới thấy rồi sau đó chúng ta mới thấy chúng ta sai lầm